Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, sau đó có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.